Bây giờ thay đổi để cho. Bây giờ mấy người muốn sao? Tôi lại lấy tiền không? Vô côn vô đảng nè, cứ giám đốc vô côn vô đảng lấy ca luyện ta nè, dám lấy ca luyện ta nè, thấy giám đốc nào mà lấy ca luyện đâu? Sáng dài nói chuyện chuyện không trả lời, mà giám đốc nhận mặt ai vậy? Để có ai mà ra được làm biên bản công nhân cái gì á? Em như thế nào đâu? Hết luôn.